Thiết Tài Nam Dược Thọ Đường Nam Mô Dược Phương Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Dược Phương Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Dược Phương. Xin kính mời quý khách vào để thưởng thức một lần ra ngoài nhé. Cháu trai đặc sản, chúng tôi không lấy tiền, dạ xin kính mời quý khách kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lồn đạn vật. Quý khách tiến lễ vào lễ thánh thì tiến từ cửa bên phải của nhà đền. Và sau khi lễ thánh xong thì xin kính mời quý khách trở về cửa bên trái nhà đền để nhận lễ của mình. Thank you.
Đi lớn ơi. Vâng ơi. Quay mất lá trầu. Xe không bỏ. Nên để ngoài. Em bỏ không mua. Lấy mẹ quên. Có người cũng chỉ hoa không mà. Ôi, thành tâm là được. Về tải. Về tải.
quý khách Nguyễn Đức Tuấn, 55 tuổi, quê ở Mỹ Đức, Hà Nội, là ngay của bên xã để nhận lời của mình. Và xin kính mời quý khách Nguyễn Văn Hải, 55 tuổi và Phạm Thị Mai, 54 tuổi, ở thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Làm hết hài à? Biết rồi bà. Đâu có thấy đâu đâu mà bố mẹ mời vậy. Đứng mà làm gì? Tại đây. Vâng, vui lòng khách đến với đồng Hoa Kỳ, đó là một gửi ai đi nào ấy, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi vào. Mục tiêu của ban tổ chức tòa nhà bán nhà hàng chúng tôi để làm là kính mời quý vị vào nhà chúng ta coi nhà này. Tôi đi nhé. Khoai gạo nếp thơm, bột mì và đậu tương kết hợp với bơ, đường, sữa làm ngay tại đây. Đây là bún ốc bên này à? Đấy. Thank you.